Nhi xin kính chào với cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Sáng giờ sau khi mà đi chợ về xong rồi phân loại đồ ăn trong tủ lạnh rồi nấu ăn, mình xào quần vậy mà rất mất là nhiều thời gian luôn. Bây giờ đến giờ anh hết về ăn cơm trưa luôn rồi cả nhà. Nhi lúc nãy ăn rồi. Chào mọi người nha. Ăn cơm luôn cho vui. Không đọc này. Ăn đi. Lúc sáng thì Nhi 1:00 rồi đó. 1:30 thôi. Bữa nay giờ trễ quá cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời mọi người ăn cơm. Cô chú anh chị ăn cơm nha. Ăn cơm trễ quá thì mời mọi người chắc giờ này mọi người ăn hết rồi. Mà thấy á. Khi mà nấu cơm xong thì anh thấy mới nhắn tin về là lát nữa trưa về ăn cơm. Nên là đồ ăn cũng còn không có nhiều. Với Thảo có thêm mắm đồng nữa. Với Thảo đồ ăn hết rồi hả? Dạ ăn rồi. Giờ trễ quá cả nhà ăn hết. Ngon. Hành tím thì cũng ngon. Hành tím á? Đúng rồi. Mắm đồng tím ngon. Mắm đồng nhà bà ngoại bên này cả nhà. Hôm bữa Nhi đi ăn đám cưới thấy mà ngoại mình chiết ra nhiều hũ lắm á. Mắm đồng là muối từ con cá đồng nha. Con cá lồng tông. Với lại tép nữa. Cá lồng tông chứ tép. Nhắc tới mắm đồng là thèm chảy nước miếng rồi. Nó ít độc hơn em nha. Ăn nó mát hơn hả? Ăn nó mát hơn. Còn mắm đêm á, mình ăn vô nó có hiện tượng ngứa lồi lồi dị ứng lắm. Cái này có ngứa không? Nó ít lắm. Không. Nó ít ngứa, có nghĩa là nó ít độc hơn cái con mắm nêm. Mắm nêm á, ai mà bị ngồi da ăn vô độc á. Thế là mắm nêm mà gãi gì?
Chỉ cần thử mùi thôi là thấy nó muốn dị ứng rồi. Còn mắm đồng nó đỡ hơn. Hôm nay mình xuất hiện trên video của Nhi là bây giờ thành quân vị mới rồi nha cả nhà. Đây là chồng của người ta rồi đó. Chuẩn bị làm ba rồi. Chuẩn bị làm ba. Ở khán giả bình luận trên kênh Nhi nói là Minh đi sâu về trước. Là sao? Nói là anh có vợ trước mà chưa đám cưới, còn Minh đi sâu mà bây giờ đám cưới xong rồi. Đó là đi sâu về trước á. Đi sâu về trước cưới trước á. Cưới trước. À. Tại thấy hết tiền cưới rồi mọi người. Hết tiền cưới rồi cả nhà. Hết tiền cưới vợ. Hết tiền cưới vợ. Mình còn tiền. Mình nói là lúc nãy có mua trái sầu riêng. Ăn hết nửa trái rồi. Ê, thì lúc nãy mở ra tủ lạnh ra thấy có mùa sầu riêng mà sáng nay mình đâu có mua sầu riêng đâu. Nay Nhi mua manh cục. Mà tao phòng này hộp nó bự nha. Hộp nó bự hả? Nghĩa là riêng. Hộp ri 6. Ri 6. Thái hộp lép không? Dạ, thái hạt lép. Với lại nhìn cái màu là biết ri 6 rồi, màu nó vàng, vàng hộp gà. Còn thái thì nó không có vàng vậy. Cái màu nó phân biệt cái màu nữa. Ừ. Này nhìn cái vỏ này mỏng nè. Còn đi sao, còn thái vỏ nó dày lắm. Nhìn cái gai đó nè. Ừ. Cái gai ở trong vườn mình chà bá lửa luôn. Thơm. Khó cưỡng. Sáng Nhi có mua măng cục với chôm chôm. Sáng em đi vô chợ Phú Quý em lại gặp cái chị Câm ấy anh. Ừ. Trời ơi chị mừng mà chị nhảy quá chừng nhảy luôn. Cái này cắt lại đi. Mình ăn cơm rồi cho nên là bây giờ Nhi sẽ con muối hơi bị lỗi. Hả? Con muối hơi bị lỗi. Bị cháy. Ăn gọt trái cây. Gọt trái cây để lát mình ăn tráng miệng. Mình thấy cây mà cục rồi. Cái này cũng cao lắm. Cái bự chứ. Hôm bữa anh có mua giống măng cụt không anh? Có. Cái nó không bự cũng cao. Cái gì măng giới thế giới? Măng cụt không? Mắc mặt rồi chưa? Sầu riêng. Ai nói? Sầu riêng Musikin, riêng mắc nhất thế giới. 1.2 triệu ký. Trái 2 ký. Mà Việt Nam mình bán cũng rẻ à. Việt Nam mình bán 300.000 ký. Bán mắc quá mà. Do cái kia là nhập khẩu. Ừ. Còn bây giờ ở trong nước mình trồng được rồi. Bán mắc quá người ta buôn ăn nổi. Để sao trái sầu riêng bán 1.000.000 ký. Trái 2 ký mấy hết 2.000.000 người nghèo quá ăn nổi. Trong khi đó người ta bỏ tiền 200 mấy là người ta đã mua được trái sầu riêng ăn ngon. Không biết cái vị nó như thế nào, trước giờ mình cũng chưa có ăn trái sầu riêng Musikin nữa. Ờ nghe nói là năm nay Phước Bình có trái đầu tiên này. Hôm nào mình qua đó. Đi hả? Có giờ ta đang thu. Năm nay năm đầu tiên á mình. Không, bệnh Khánh Sơn. Khánh Sơn. Là trồng sầu riêng đó hả? Ừ. Việt Nam mình thu được một mùa rồi. Miền Tây. Còn bây giờ là Khánh Sơn. Đi đâu thì đi. Ăn cơm xong là có đủ ba mặt à. Hay thiệt chứ. Dọn cái son này hết rồi nè, dọn ra. Ui, ba người ăn mà vẫn còn cá luôn. Mình thấy cái nồi này nhỏ vậy chứ mà chắc là sáng như mua 1 ký á. 1 ký chả nục. Nó đứng nó canh nó chờ kìa. Lúc sáng á, trời rất là nắng luôn. Bây giờ thì trời chuyển dông á nha. Mưa chưa có mưa nhưng mà mây đen nè. Bây giờ mới có 3 giờ chiều mà trời đã mù hết rồi. Mà gió âm âm luôn. Còn con cọp, nhìn quay cho cả nhà xem con cọp nha. Nhìn mặt nó rất là thảm luôn á các. Con cọp á, nhìn nó rất là hổ báo vậy thôi, không nó không sợ con gì hết nha. Mình bánh nó cũng không sợ đâu.
nhưng mà đặc biệt nó rất là sợ trời mưa và sợ trời giông. Mỗi lần trời mưa và giông là nó sẽ vô trong nhà, nó tìm mọi cách nó vô trong nhà và nó nằm một góc nó trốn. Nhìn mặt nó rất là thảm luôn, cứ trời mà nổi giông là nó chạy vô trong nhà. Con này nó sợ trời giông trời mưa lắm. Mình thường đường là một em Phú Quốc mình cọp nha, mà rất là sợ trời mưa, sợ trời giông đó. Ai cũng có điểm yếu của mình, không ai là hoàn hảo hết, phải không cọp? Nhìn mặt nó tội. Con bu với lại con bu thấy vậy á, nó nhỏ nhỏ vậy mà nó không có sợ trời mưa, cũng không sợ trời giông đâu. Riêng con cọp này đặc biệt rất là sợ trời mưa với trời giông luôn. Lúc nãy ăn cơm xong á, rồi thì Minh về nhà Minh, rồi anh Thép với lại mọi người trong gia đình thì đi ngủ hết rồi. Giờ này cũng chiều đó, 5 giờ kém chiều rồi, trời đang mưa. Mưa lúc nãy mưa cũng lớn mà bây giờ mưa nhỏ lại rồi. Còn lay bay, hơi gió nha, hôm qua thì gió nhiều lắm, mà hôm nay thì cũng mưa nhưng mà gió ít hơn. Trời mưa lạnh lạnh á. Con cọp thì nó núp ở dưới bếp nó nằm, nó ngủ nó không dám ra. Còn con bu thì kìa, cả nhà sang không, lên ghế nằm không à. Mình đuổi nó không xuống đâu, anh Thép la nạt nó mới chịu xuống. Bây giờ Nhi sẽ chọc con bu nha. Giờ Nhi chỉ cần ngồi lên chiếc xe này là con bu nó chạy ra. Giờ Nhi sẽ đặt điện thoại xuống, xong rồi giả bộ trèo lên xe ngồi xem con bu nó ra không nha. Các cô chú anh chị xem video nghĩ ra con bu nó chạy ra không, để lại bình luận bên dưới giúp Nhi nha. Nếu như mà các cô chú anh chị nói con bu chạy ra, nghĩ con bu chạy ra thì để lại bình luận bên dưới. Giờ Nhi sẽ thử nha. Đội mũ lên nó rồi cả nhà, nó nằm từ trong đó chạy lên. Lúc nãy mình chưa đội mũ á thì nó lơ, mình mới đội mũ bảo hiểm lên nên nhảy lên. Ủa đi đâu vậy bu? Đi xuống, bước xuống. Giờ chuẩn bị nè, Nhi đá trống rồi, Nhi giả bộ đẩy đẩy ra nhảy lên tiếp. Né. Nó đang tìm cách rồi. Bu. Thế nó lên gọn không cả nhà? Nó lên xong nó để hai cái tay lên. Lên cái đầu của xe. Bình thường Nhi đi chiếc danh nách của Nhi á, là xe ga nó có cái lường phía trước á, là nó vô nó lọt thỏm vô cái lường đó nó ngồi luôn. Còn nếu mà mình đi xe số là nó ngồi như thế này nè, cái thế như thế này nè cả nhà. Đó. Cứ mỗi lần mà Nhi dắt xe ra ngoài là nó chạy theo. Là mỗi lần Nhi đi á, là một á, là Nhi sẽ nhốt nó trong nhà, đóng kín lại. Hai là nhờ người giữ con bu lại, chứ không là nó sẽ đi theo. Nó nghe mình đá trống mà lại nhìn. Giỡn vậy thôi chứ. Ba anh em đứng. Mình làm sao mình điều khiển được ba đứa này đứng xếp hàng ngay thẳng không? Ba đứa này nó lăng chanh lắm. Chỉ có con bu là nó chịu nghe lời thôi. Con bu là lúc trước Nhi ở trong Sài Gòn á, là anh Thép ảnh mua để cho Nhi ở chơi với nó cho vui. Xong mà mình nuôi nó một thời gian trong Sài Gòn, rồi Nhi chuyển về quê. Về quê nhà Nhi thì không có chỗ nuôi nên là Nhi để nhà anh Thép. Tới bây giờ luôn là con bu này nó được như là hơn 2 tuổi rồi. Bu ơi, con bu này nó cũng là người quê ở Bình Định luôn nha. Cái anh đó ảnh nuôi, nhà ảnh nuôi xong anh đẻ ra được mấy con á. Xong rồi anh để lại cho Nhi một con. Bu ơi. Wow. Yeah. Nhìn lên màn hình này. Nè. Tắm ra thì lông nó tơi lắm. Nhìn nó rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Rồi xong rồi nhà đất cát này cả nhà. Nó cứ ra đó nó lăn vô bụi cỏ, lăn vô bụi cây. Rồi lông nó lại dơ lại. Giờ Nhi
giờ là 6 giờ kém á cả nhà, nên là Nhi tranh thủ nấu cơm chiều luôn. Mình nấu sớm để nhà ai muốn ăn trước thì ăn, để chiều mình có thời gian. Bình thường thì nếu như mà buổi tối mình không có bận gì á thì cứ khoảng 6 giờ thì mình sẽ nấu, hoặc là 5 giờ rưỡi thì mình sẽ nấu. Nhưng mà bữa nào mà mình muốn buổi tối mình đi ra ngoài á thì mình nấu sớm một chút. Bây giờ mới 5 giờ rưỡi như nấu luôn. Nấu sớm thì lát nữa ăn thì mình hâm lại thôi. À, tối nay Nhi nấu canh chua. Nấu một nồi canh chua thôi. Ở trong nhà Nhi thì có thói quen á, là làm gì làm phải có một món canh. Có thể là canh không cũng được. Còn món nhiều thì món, nhưng mà nhất định là phải có một món canh để chan. Nên là Nhi nấu không? Tối nay Nhi nấu một nồi canh chua thôi. Giờ Nhi đang phi hành hành ớt. Xong rồi cho cà chua vào luôn. Cho nó ra nước màu á. Cái cách này là anh Thép chỉ Nhi nấu ở canh chua ở ngoài Bình Định. Nhi khác hoàn toàn với lại canh chua ở Ninh Thuận luôn nha. Cái rau nêm ở ngoài mình á, thì sẽ có lá lốt nè, có rau răm nè, chứ không có lá é. Giống như ở Ninh Thuận thì có lá é. Hơi già lửa, mình sẽ cho một chút nước vào. Nhi rất là ghiền ăn món canh chua ở ngoài Bình Định. Hai món mà Nhi rất là thích. Là đi đâu Nhi thấy là Nhi rất là khoái luôn. Thứ nhất là chả giò hoặc là chả ram. Thứ hai là canh chua. Đó. Đi đâu mà Nhi thấy có hai món nói là Nhi khoái rồi. Sạch. Cá kho lúc sáng vẫn còn luôn nè cả nhà. Lúc sáng ăn cả gia đình luôn mà vẫn còn một nồi cá. Đây là nước cốt me nè, mình cho vào luôn. Giờ nước cũng sôi rồi nên là Nhi cho cá vào luôn. Hôm này thì rồi. Cá này mình không có cần tao trước. Có những cái loại cá mà da trơn tanh đó mình sẽ tao trước. Giờ chờ sôi nữa thôi. Rồi Nhi sẽ bỏ cái này vào. Bắp tay với lại chập mùng, bạc hà. Chờ sôi lên một dạo rồi Nhi sẽ cho thêm rau thơm và giá ra là xong rồi. Vợ yêu đang làm gì đó? Anh dở hay thiệt vậy? Anh dở. Em bây giờ là Nhi sẽ lấy một số cái dụng cụ y tế thiết yếu đem lên trên rẫy để tranh mến có cần gì thì sử dụng. Ví dụ như là băng cá nhân này, bông này, thuốc đỏ này, thuốc hạ sốt này. Chứ hôm bữa trước anh mới bị con bò cạp chích mà anh sợ quá chừng luôn. May là không sao, nó chỉ tê tê à. Ở nhà mình nhiều thuốc đỏ lắm. Mình có lấy xe cho anh mới uống cho tăng tiền đợt tháng không à? Có, không, nhiều lắm. Xe nè, thuốc hạ sốt. Nhưng mà mình không có thuốc đau bụng. Lỡ cho nó anh bị đau bụng sao? Thuốc C. Rồi mình bỏ trong cái hộp y tế. Băng cá nhân.
Mình lấy một ít băng cá nhân đem lên. Cái này là thuốc hạ sốt nè. Cái là hình như cái này là thuốc giảm đau nè. Chuối khô. Còn gì nữa ta? Thuốc đỏ với lại oxy gà nữa không? Thuốc cũng giảm đau luôn. Có lấy thuốc chị bỏng không ta? Chị bỏng là thuốc gì anh? Giống như là thuốc mỡ vậy anh. Thuốc mỡ. Thuốc thang ngoài da. Thang ngoài da. Lấy á. Chứ còn hai cái hôm bữa ai gửi cho anh hai cái bịch, hai cái thùng bi. Hai thùng bia Sài Gòn cái gì cũng đó cái gì. Đây, họ y tế. Bia Sài Gòn hả? Cái thùng này hả anh? Ừ, còn thùng cái kia nữa kìa. À, lúc nãy thì nhà mình mới ăn cơm xong rồi. Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi cả nhà. Thuốc đỏ. Oxy gà. Rồi ngày mai mình mua thêm bịch bông gòn nữa, bỏ vô ở cái hộp y tế để có phòng trường hợp cái con trùng cắn thì mình có sơ cứu. Em thêm một chai dầu xanh nữa. Một chai dầu xanh nữa ha. Cái này là hôm bữa trước Nhi nhận được một cái thùng hàng và gửi tới địa chỉ cho là Lê Thị Nhi luôn. Bình thường là tất cả hàng hóa là sẽ gửi đến cho anh Thép, nhưng mà không biết là tại sao kiện hàng này biết số điện thoại của Nhi, là biết tên, gửi tới số điện thoại của Nhi luôn, số điện thoại cá nhân. Mà tên gì? Phạm Văn Phong ở Bình Thuận. Nội dung là quần áo. Ủa vậy hả? Mà quần áo, cái thùng thường thường quần áo mình nhận là thùng to hay là cái bao không mà. Lần đầu tiên mình nhận cái thùng quần áo mà cái thùng nhỏ, để mình mở ra coi thử. Còn cái thùng trên đây nữa nè. Thùng gì? Đây nè, Sài Gòn á. Còn cái bì này? Anh đâu có biết. Bị gì vậy? À, cái bì này là... À, thịt bò của thịt Quang bò, Linh. Thịt bò, thịt gà. Đồ khô để bữa nào đem lên trên rẫy. Bây giờ mình khua hai thùng này ra ha. Giờ em sẽ khua thùng này ra trước nha. Cái gì ta? Quần áo hả? Quần áo gì mà đặc biệt? Cái cục sạc, cục dưới sạc của cái đèn pin won đi mình trang mới. Đi mà khô sao ta? Đâu quần áo? Mặc khô. Em thấy để tên là quần áo mà đó. Mặc khô. Cái nào mà khô không? Có đuối không? Tặng cho em á. Tặng em đâu, đó là đồ nam mà. Bây giờ mà nhiều cái gì vậy? Chắc là thì gửi cho mình đi phát quá chứ gì. Ui cha. Để anh xếp coi. Đồ cũ không? Ừ. Ủa? Ừ. Sao còn tim mà? À, còn tim hả? Bỏ giấy bài bản ra ta. Ừ. Bỏ từng bị, từng bị bài bản ra hả? Đồ cũ ấy mà, có áo cũ, có áo mới. Ủa vậy hả? Ừ. Ừ. Cái này bỏ chung chứa lại hàng để mình đi phát luôn hả? Ừ. Để đi. Tính ra con bài bản ai gửi, chú hay cô gì gửi con bài bản vậy nè. Cái áo này bỏ trong cái bị này. Bỏ thằng bị góp. Ừ.
Thấy một cái bạch nhổ bài bản thì ta cho. Còn cái gì ta? Em khui cái đó luôn đi. Để khui cái này gì ta? Này hình như anh nhận cũng bữa giờ rồi đó. Vậy hiểu luôn anh. Hay là quần áo? Người gửi là anh Sang, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Ý. Cái lá gì á? Cái này em khui rồi. Cái này hôm bữa anh coi clip em khui ra là mẹ. Cái này hôm bữa em khui rồi, em nhớ rồi. Cái lá gì vậy? À, em khui ra mà em quên nói anh biết. Cái này là chị ung thư vú á. À, ung thư vú hả? Anh coi lá gì? Ba cái lá. Như bữa em khui ra rồi. Lá thuốc trị ung thư vú, hướng dẫn sử dụng, một gói sử dụng cho một tuần. Gói này sử dụng cho một tuần. Một lần nấu uống nếu 3 lần rồi mới bỏ. Một gói uống một tuần, mỗi lần nấu uống 3 lần mới bỏ. Đấy. Cứ dùng tiếp tục cho đến khi khỏi bệnh. Nếu có thuyên giảm vui lòng liên hệ với số điện thoại anh Sang. Đấy. Cách nấu nước nhiều, nấu đến khi nhận bỏ đi cái gì? Nấu đến khi gì? Nhạt thì bỏ đi. Uống thay nước lọc. Kiêng ăn gà, trứng, đồ ăn gây mủ trong 6 tháng khi dùng thuốc. Thuốc cái này cái gì vậy ta? Nhưng mà cái lá này lá gì nè? Phải lá la bông đu đủ không nè? Không phải đâu, có một loại lá hả? Mình cũng không biết lá gì nữa. Bệnh thì uống trong tuần. Ung thư vú hả? Ủa mình có ca nào ung thư vú cần dù không? Ung thư vú thì nhiều lắm. Tại mấy lần trước là mấy ca ung thư vú là mình đi khám tây y hết mà đâu có ai ở nhà đâu. Nói chung là cái bị ung thư vú là người ta không có dám ở nhà. Ơi người ta không có dám là uống thuốc nam. Thiệt ra là không phải là ung thư vú mà tất cả các loại ung thư luôn. Thì trường hợp là bác sĩ bó tay trả về thì người ta mới ở nhà và tin tưởng hoàn toàn thuốc nam. Chứ còn ngồi ra là chẳng ai dám bị ung thư mà để nhà tự điều trị hết đó cả nhà. Ở rất là ít luôn. Không ai đủ can đảm. Đúng rồi. Người ta nôn á, người ta nôn nóng. Với lại ai cũng nghĩ rằng là tây y người ta đã phát triển mấy chục năm nay, cho nên là có nghiên cứu, có bằng chứng, rồi có những cái thông tin trên mạng đồ mình coi đồ nó cụ thể. Còn thuốc nam thì mình thì nhiều khi người bệnh đó, người ta sợ kiểu nó hơi hoang mang mơ hồ đó, mà không biết được uống có hết hay không, hay là bây giờ mình đi tây y cho nó nhanh. Nhưng mà thật ra tây y đi tốn biết bao nhiêu tiền nhưng mà nhận lại trả được bao nhiêu hết chưa biết. Còn về thuốc nam thì thép nghe nói nhiều người trị thuốc nam hết nhiều lắm cả nhà, mà hết là hết luôn nha. Còn tây y là nhiều khi biến chứng tùm lum. Thiệt ra thì mình cũng nghe nói thôi, cho nên là mình cũng chưa phải là cái người kiểm chứng, nên mà cũng không có dám chắc chắn là mình nói bệnh nhân là cứ sử dụng thuốc nam đi. Nên là cứ cái phương pháp an toàn nhất là cứ theo bên tây y. Đúng không? Theo giờ nào bác sĩ trả về là uống thuốc nam. Hết thuốc chữa rồi uống thuốc nam. Tây y thì họ sẽ cắt xẻ, mổ xẻ. Nếu mà đưa vào tây y mà bị ung thư á là sẽ làm 3 liệu trình. Thứ nhất là mổ phẫu thuật, thứ hai là qua xạ trị, thứ ba là qua hóa trị. Đó là bất kỳ bất dịch luôn, tất cả các loại ung thư đều vậy luôn. Nếu mà ung thư nhẹ kiểu như không khối u nhỏ hoặc là lành tính đó, thì có thể là phẫu thuật xong rồi xạ trị vài lần, không có vô thuốc hóa trị. Còn bình thường là hầu như ung thư nào cũng vô hóa trị là rụng tóc. Dính vào vòng cao ung thư là ít nhất là chúng ta cần phải ít nhất mổ với xạ trị, hóa trị ít nhất là 300 triệu. Nhiều vậy không? Chứ sao nó ít nhất á. Em nghĩ là vài chục triệu chứ. Em nghĩ sao vậy? Một lần hóa trị đã 15 đến 20 triệu. Hóa trị một lần 15 đến 17 lần, có người hóa trị 20 lần. Thì em nghĩ ấy, cho 20 triệu một lần hóa trị ấy, thì hóa 10 lần hết phải 200 triệu không? Ủa mà anh, cái chị Lan bữa trước bị ung thư vú á. Chị đó có đi qua bên chị đây đang xạ trị á, rụng tóc hết rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Mổ vậy hả? Chị đang xạ trị rụng tóc, xạ trị xong muốn mổ.
Chưa tính tiền mổ em, mổ bỏ mấy chục nữa. Ủa vậy bữa em tưởng đâu chị đó đi uống thuốc nam chứ. Đâu có. Sao trời. Cái cấp này lại biết bữa nữa gặp ai để tặng người ta, với là mình phải gọi mình hỏi thực tế trước cái. Còn cái này đem ra ngoài nha. Bỏ ra ngoài lại. Thôi để em kết thúc video luôn nha. Chắc là Nhi xin phép kết thúc video nha. Video sáng giờ quay cũng khá là nhiều nội dung ở cả nhà. Cảm ơn cả nhà, các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết video này nha. Nhớ để lại cho Nhi một cái like nha, một cái đăng ký kênh nữa. Vậy thì bye bye cả nhà, bye nha. Bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Chúc cả nhà ngủ ngon. Good night.